Trước đây thì mình cũng nuôi khá nhiều bé chó và mèo. Mình hiểu được cảm xúc của mọi người nuôi các bé chó và mèo đấy. Các bé đấy sẽ gắn kết như là các người bạn cũng như là người thân trong gia đình. Khi là các bé có vấn đề đấy thì làm cho mọi người cảm thấy đau buồn. Mình làm công việc này để giúp cho mọi người có thể nguôi ngoai cũng như là giữ lại được các kỷ niệm đẹp đối với người bạn đã đồng hành bên cạnh mình. Mình tên là Thế Võ, hiện tại mình đang làm công việc là điêu khắc và tạo hình len. Mình đang dùng kỹ thuật là needle felting, tức là mình sử dụng một cái kim chuyên dụng chọc vào để kết đôi các sợi len thô với nhau, dần dần từ đấy tạo hình. Cái khó của nó tức là cái sợi len rất là nhỏ, rất là bé. Khi mà mình phối các màu với nhau, mình phải căn cái tỷ lệ để sao phối được cái màu là nó tự nhiên nhất. Bây giờ bộ môn này tưởng chừng là nó đơn giản nhưng mà nó cũng tốn khá nhiều thể lực, phải tập cái sức bền nhiều. Để mà mình làm lên được cái hình dạng ấy, thì mình phải điều chỉnh cái lực đâm của cái kim căn sao cho là nó chuẩn xác. Nếu mà mạnh quá thì cái phần phối mình sẽ bị hỏng, mà nông quá thì các cái sợi len sẽ liên kết không chặt chẽ với nhau, làm cho cái khối nó bị yếu, nó không còn được giữ được cái trạng thái hình dạng như ban đầu. Với mình hiện tại giờ đang khó nhất đấy là việc thổi hồn vào trong tác phẩm. Đầu tiên là mình tức là xem tính cách, cái đặc điểm đặc trưng bên ngoài của mẫu. Sau đấy thì mình sẽ phác thảo ra, có thể là trong đầu hoặc là có thể theo giấy, phụ thuộc vào việc là kiến thức của mình và quan sát cũng như giải phẫu của các bé chó mèo đấy, mình sẽ tạo nên khuôn mặt và mũi cũng như là cái màu sắc mình sẽ phối vào trong cái tác phẩm. Mình sẽ chọn lọc cái mẫu len cũng như là cái màu len, làm sao các sợi lông, các màu được tự nhiên nhất có thể. Thì muốn làm được cái đấy thì mình phải mix, như là trộn nhiều màu với nhau để tạo cho cái độ tự nhiên nhất của các bạn mèo, các bạn chó. Cái việc quan trọng nhất để theo đuổi môn này đấy là có sự kiên trì trong đấy. Thì mình quan niệm là khi mình chống lên xuống này, cũng như là việc mình đang hít thở, thì mình có thể truyền tải được cái cảm xúc như là cái sự sống vào trong tác phẩm của mình thông qua hai động tác đơn giản này thôi. Khi mà mình làm công việc này thì mình muốn là mọi người có thể cảm thấy là có năng lượng hơn và cảm hứng hơn. Tức là nhìn mọi thứ, có thể mọi thứ đã mất đi rồi nhưng mà mình chỉ nhìn lại cái những cái gì mà mình gắn bó với bé, kỷ niệm đẹp, thì là nó sẽ dần dần nó sẽ qua.